Video truyền kiếm hiệp Dương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 70, Sa mạc nhất hùng, tác giả Tư Mã Tử Yên, diễn và đọc Dương Vũ. Thanh Thanh nói, vì ngươi không tin rằng huynh ấy đã chết. Dương Vân Trúc cũng đã có vẻ không hiểu. Thanh Thanh, Hoàng Sơn Nguyệt đã chết thật rồi, sao ngươi còn cố ý sắp đặt hắn thành tư thế đó vậy? Vậy không khiến cho người khác nghi ngờ hay sao? Trương Thanh Thanh thở nhẹ ra nói, con giúp cha giết Quan Sơn Nguyệt chỉ vì con muốn có được chàng sớm hơn, nhưng còn muốn chàng chết được yên tĩnh, không bị người khác tiếp tục quấy rầy. Trương Dân Trúc nói, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Trương Thanh Thanh trầm hẳn khuôn mặt xuống rồi nói, con không muốn người khác quấy rầy chàng, nên muốn mọi người đều biết chàng đã chết thật rồi. Con đặt chàng nằm tư thế như vậy là để Gia Gia thấy được rõ ràng. Trương Dân Trúc trừng mắt. Thế thì hắn chết thật rồi hay sao? Trương Thanh Thanh thản nhiên đáp, con không biết. Trương Dân Trúc dừng to đôi mắt lên rồi hỏi, Thanh Thanh, cuối cùng ngươi đang làm trò gì vậy? Trương Thanh Thanh hừ một tiếng, nhạt nhẽo đáp, căn cứ vào tư thế của con xếp đặt thì cha con ta đều thấy rõ chàng đã chết rồi. Chỉ có tên họ Tạ này vẫn cho rằng chàng chưa chết. Đương nhiên là hắn có kiến giải cao minh. Bây giờ ngay cả Gia Gia cũng mất đi tự tin, nói gì đến con. Vì vậy con cho rằng y thuật của Tạ Linh Vận cao hơn cha con mình. Hắn đã đạt đến cảnh giới cải tử hồi sinh rồi đó. Trương Dân Trúc bất giác ngẩn người ra. Tạ Linh Vận cười khải một tiếng rồi nói, Trương cô nương, nếu Quan Sơn Nguyệt vẫn còn sống, thế thì đó là bản lãnh của ta hay sao? Trương Thanh Thanh điềm nhiên nói, ta không biết ngươi có hồi sinh chàng được hay là không, nhưng nếu ngươi cứu sống được chàng thì ít nhất cũng có hai người cảm tạ ngươi, một là Điền Trang Chủ, một là Di Nương. Chẳng lẽ ngươi không cảm tạ? Trương Thanh sĩ mặt xuống nói, Hoàng Sơn Nguyệt bị ta bày ra âm mưu hại chết thì sao ta phải cảm tạ ơn ngươi chứ? Lỡ mà ngươi thật sự có thể cứu sống chàng thì người đầu tiên không tha thứ cho ngươi chính là ta đâu. Âm Lệ Hòa kêu lên, Trương Thanh Thanh, tại sao cô nương phải kéo ta vào trong đó? Trương Thanh Thanh nói, vì đối với cái chết của chàng, Di Nương cảm thấy hối hận. Thần sắc của Âm Lệ Hòa hơi thay đổi. Không sai, nếu chàng thật sự đã chết, ta sẽ vì thế mà hối hận, ít nhất cũng chết để báo đáp cho chàng. Nhưng nếu chàng không chết thì ta sẽ hận ngươi suốt đời vì ngươi đã lừa gạt ta quá nhiều. Trương Thanh Thanh cười nhạt, vấn đề này Di Nương phải thỉnh giáo Tạ Linh Vận. Đối với chuyện sống chết của Quan Sơn Nguyệt thì hắn hiểu rõ hơn chúng ta nhiều. Rất có thể hắn cứu sống được Quan Sơn Nguyệt thì sao? Trương Dân Trúc nhìn Tạ Linh Vận rồi bảo, ngươi nói đi. Tạ Linh Vận suy nghĩ một lúc rồi đáp, không chừng tại hạ có thể cứu sống Quan Sơn Nguyệt, nhưng tại hạ không có dám. Trương Dân Trúc bật cười hỏi, sao lại không dám chứ? Tạ Linh Vận cũng cười thành tiếng, vì con gái của lão gia từng nói, nếu tại hạ làm cho Quan Sơn Nguyệt sống lại thì ả sẽ gây phiền phức cho tại hạ không chịu đựng nổi ả đâu. Trương Dân Trúc vẫn mỉm cười, thế thì ngươi muốn gì? Muốn ta ủng hộ ngươi sao? Tạ Linh Vận lên tiếng nói, lão gia, tại hạ nghĩ rằng lão gia sẽ không ủng hộ tại hạ đâu. Trương Dân Trúc gật đầu nói, không sai, mục đích của ta là trừ khử Quan Sơn Nguyệt. Nếu ngươi cứu sống hắn thì không những ta không ủng hộ ngươi, mà còn giúp con gái đối phó với ngươi. Tạ Linh Vận mỉm cười, nhưng nếu tại hạ muốn chứng thực cái chết của Quan Sơn Nguyệt thì chắc lão gia sẽ ủng hộ chứ? Trương Dân Trúc gật đầu, không sai, nhưng ngươi làm sao chứng thực được cái chết của hắn đây? Tạ Linh Vận cười nham hiểm, quá đơn giản, ví dụ như cắt cái đầu của hắn ra. Trương Thanh Thanh lập tức kêu lên, không được, ta đã từng nói không cho phép bất kỳ một ai làm tổn hại đến thi thể của chàng. Gia Gia cũng đồng ý rồi mà. Tạ Linh Vận xua tay, thế thì khó khăn quá. Trương Dân Trúc cười lạnh, cắt đầu thì không được, trái với lời hứa của ta.
nhưng phương pháp tương tự thì rất nhiều. Chỉ cần giữ cho hắn được toàn thay thế thì không thể gọi là tổn hại. Trương Thanh Thanh và Điền Quyển Hoa đồng thời kêu lên. Không được, như vậy sao không thể gọi là không tổn hại chứ? Thần sắc của Trương Dân Trúc trầm hẳn xuống, y nói. Tầm miệng, các người đã nghe rõ ràng, ta đảm bảo là không làm tổn hại thi thể của Quan Sơn Nguyệt. Thành Thành, chắc người biết hai chữ tổn hại nghĩa là gì chứ? Điền Quyển Hoa kêu lên. Ta không biết. Trương Dân Trúc cười nhạt. Thế thì để ta giải thích cho người biết. Tổn hại là hành động phá hoại cơ thể sống, hơn nữa phải hình thành cơn đau trên cơ thể. Điền Quyển Hoa muốn mở miệng nói nữa, nhưng Trương Dân Trúc đã lớn tiếng hét lên. Hoàng Sơn Nguyệt đã chết rồi, con người hắn không còn cảm giác, thế thì không thể gọi được là tổn hại. Hắn không thể bị thương nữa, đương nhiên không thể bị tổn hại nữa. Nói xong, y quay lại bảo Tạ Linh Vận. Ta đã hứa với Thành Thành giữ lại toàn thây cho hắn, nên lúc ngươi ra tay phải chú ý, bất luận thế nào cũng đừng làm tổn hại đến thi hài. Tạ Linh Vận cười thành tiếng. Tại hạ hiểu rồi, tại hạ nhất định không để lão già khó xử. Nói xong hắn liền bước ra. Điền Quyển Hoa muốn bước theo nhưng bị Trương Thanh Thanh kéo lại. Trương Thanh Thanh dùng giọng nghẹn ngào tuyệt vọng mà nói. Thôi đi, Điền đại tỷ, chúng ta đã tận lực tận tâm rồi. Người không thể tranh với trời, số mạng như vậy chúng ta còn cách nào nữa chứ? Điền Quyển Hoa giãy giụa kêu lên. Ta mặc kệ, tất cả đều do cô nương tự cho mình là thông minh thôi. Trương Thanh Thanh đưa tay chỉ Thẩm Quân Lượng rồi quát. Là do cái gã này tới đây gây rối thì đừng có trách ta, chính người phải chịu trách nhiệm đó. Điền Quyển Hoa không nén nổi ngơ ngác. Tạ Linh Vận lộ ra một nụ cười xảo trá, sửa lại đôi bàn chân của Quan Sơn Nguyệt về tư thế bình thường rồi nói. Người bị gò bó như thế quá lâu rồi, trước khi chết cũng nên thoải mái một chút. Lúc này Điền Quyển Hoa đã giải khỏi tay của Trương Thanh Thanh. Rồi nàng chạy tới, nhưng động tác của Tạ Linh Vận còn nhanh hơn. Thanh sát kiếm đã ra khỏi vỏ, chỉ vào ngực của Quan Sơn Nguyệt mà nói. Chắc cô nương không thể nhanh hơn ta chứ. Điền Quyển Hoa dừng lại không dám bước tới nữa. Tạ Linh Vận lại cười nhạt nói. Trường lão già thấy rồi chứ. Tiểu tử này đã chết nhưng thi hài không có cứng chút nào. Sắc mặt của Trương Dân Trúc hơi thay đổi, nói với Trương Thành Thành. Thành Thành, ta thật sự thán phục người đó. Người đã dùng thứ gì để giải chất độc trên cây độc trâm của ta vậy? Trương Thanh Thanh xanh hẳn sắc mặt rồi nói. Nếu già già có hứng thú thì sao không giữ chàng lại mà nghiên cứu cho tỉ mỉ? Trương Dân Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu đổi là người khác thì ta quyết không có bỏ qua cơ hội nghiên cứu này. Nhưng đây là Quan Sơn Nguyệt nên ta không có dám mạo hiểm như vậy. Hạ thủ đi. Trương Thanh Thanh vội vã la lên. Người không được đâm vào ngực. Mũi kiếm của Tạ Linh Vận đang nhằm ngay vào tim của Quan Sơn Nguyệt. Nhưng khi nghe tiếng hét của Trương Thanh Thanh, y đã nghiêng qua một tấc hướng vào Tương Đại Nguyệt rồi hỏi. Đâm vào nơi đây có được hay không? Sắc mặt của Trương Thanh Thanh lại đại biến. Còn Điền Quyển Hoa rồi giận dữ hét lên. Sao phải nhiều chuyện như thế chứ? Trương Thanh Thanh ảm đạm nói. Ta làm sao biết là hắn nghe lời ta như thế? Tạ Linh Vận cười lạnh. Đương nhiên là ta phải nghe lời, vì ngươi là con gái của lão già. Hơn nữa ta không phải là đứa con nít lên ba, đâu thể bị cái kiểu ấy lừa được. Trương Thanh Thanh quỳ xuống lại Điền Quyển Hoa một cái rồi nói. Điền đại tỷ, cái chết của Quan Sơn Nguyệt thì muội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nhưng muội đã cố gắng hết sức để cứu chàng rồi. Bây giờ tỷ muốn trừng phạt muội như thế nào thì cứ trừng phạt đi. Điền Quyển Hoa âu sầu bước tới dịu Trương Thanh Thanh. Rồi nàng nói. Thôi đi Thanh muội, đây là số phận, chúng ta hãy chấp nhận đi. Miệng thì nói, tay lại dùng hết sức giãy ra, bắn ra ba tia sáng màu bạc, nhắm vào hướng của Tạ Linh Vận.
Một bóng người từ bên cạnh gấp rút nhảy ra, lại là Thẩm Quân Lượng. Tay này vừa dung tay đã thu hết ba tia sáng bạc kia rồi mỉm cười nói. Quyển qua, người khác thì không biết chứ ta quá hiểu cô nương rồi. Từ lúc nhìn thấy ba viên nguyệt đạn trên tay của cô nương, ta đã biết cô nương muốn làm gì rồi. Dứt câu là một trận cười giòn giả, nhưng hắn cười chưa được bao lâu thì đã tự động dừng. Vì nhận ra mọi người đang dồn ánh mắt kỳ lạ nhìn vào hắn. Cũng không phải họ nhìn hắn, mà nhìn vào phía sau của hắn. Hình như sau lưng của hắn đã xuất hiện cái gì đó khác thường. Nhưng hắn không kịp quay đầu lại xem thử phía sau là gì. Từ sau lưng của hắn đã vang đến một giọng nói. Còn ta muốn làm gì, ngươi có biết không? Rõ ràng đó là giọng nói của Quang Sơn Nguyệt. Chàng đứng ngay vị trí của Tạ Linh Vận khi nãy, trên tay cầm một thanh trường kiếm. Kiếm quang màu xanh đen, thanh kiếm này chính là thanh sát kiếm của Tạ Linh Vận. Còn bây giờ hai tay của Tạ Linh Vận trống rỗng, đứng xa xa ngơ ngác. Việc gì đã xảy ra vậy? Tại sao Quang Sơn Nguyệt có thể sống lại từ cái chết? Thanh kiếm của Tạ Linh Vận tại sao lại rơi vào tay của Quang Sơn Nguyệt? Cho dù Quang Sơn Nguyệt đã thoát khỏi độc trăm, nhưng chàng vốn đang nằm ở dưới đất với hai bàn tay không, sao lại có thể đứng dậy và cầm thanh sát kiếm? Những biến chuyển kinh hồn này không những Thẩm Quân Lượng không hiểu tí gì, mà ngay cả Trương Dân Trúc cũng hồ đồ hẳn đi. Lão nhìn rõ ràng hơn Thẩm Quân Lượng nên kinh ngạc cũng nhiều hơn. Người hoảng sợ nhất phải nói là Tạ Linh Vận. Trong lúc Điền Quyển Hoa phóng ra ba tia bạc bằng ngân hoàng, Tạ Linh Vận đã nhanh tay đâm thanh kiếm xuống. Khi hắn cảm thấy lưỡi kiếm đã đâm vào cơ thể của Quang Sơn Nguyệt, thì bỗng dưng chàng như một con ma nhảy vọt lên, chỉ trong nháy mắt đã đoạt mất thanh kiếm trên tay của hắn rồi. Quang Sơn Nguyệt không phải là thần tiên thì phải là ma quỷ. Chỉ có thần tiên hoặc ma quỷ mới không bị tổn thương với nhát đâm của thanh sát kiếm. Bây giờ mọi người đã thấy chỗ áo bị đâm của Quang Sơn Nguyệt có lỗ thủng nhưng không có máu chảy ra. Trương Thanh Thanh và Điền Quyển Hoa khẽ trao đổi với nhau một nụ cười. Trương Thanh Thanh lộ vẻ phấn khởi là to với Trương Dân Trúc. Già xem Tạ Linh Vận quả nhiên có phép thần thông cải tử hồi sinh đó. Sắc mặt của Trương Dân Trúc nặng nề hẳn đi. Y quát lên một tiếng. Tạ Linh Vận, ngươi làm cái quái gì đây? Tạ Linh Vận hoảng sợ kêu lên. Lão già, tại hạ không có biết, tại hạ chỉ đâm hắn một kiếm thôi. Trương Dân Trúc cười lạnh. Một chiều kiếm cứu sống một người đã chết, y học của ngươi thật là cao minh đến mức không thể nghĩ bàn được. Ta sống hơn nửa đời người rồi, đã cố nghiên cứu y thuật, thế mà hôm nay cũng nhìn lầm đó. Tạ Linh Vận vội vã kêu lên. Không đâu lão già à, chiều kiếm của tại hạ đâm rất nhanh rất sâu, cho dù ngân trâm của lão già không độc chết hắn, chiều kiếm này cũng đủ giết chết hắn rồi. Trương Dân Trúc trầm ngâm rồi nói. Giết chết hắn ai cứu sống hắn đây? Tạ Linh Vận xua tay nói. Không, lão già, thật sự tại hạ không có hiểu. Lão già nên tin rằng tại hạ thù hận hắn sâu sắc hơn bất cứ ai. Tại hạ cứ vội vã muốn giết hắn ngài thì sao có thể cứu hắn được chứ? Trương Dân Trúc nói. Ai, ta cũng không thể tin. Ta chỉ tin vào những gì mình tai nghe mắt thấy thôi. Người nói cho ta biết đi. Tạ Linh Vận lo lắng đến nhảy chồm lên rồi nói. Lão già muốn tại hạ nói gì chứ? Tại hạ thật sự không có cứu hắn mà. Trương Dân Trúc giận dữ nói. Ta biết người không muốn cứu hắn, ta chỉ muốn người nói ra tình hình người xuất thủ vừa rồi thôi. Trong lúc đâm xuống, người có cảm giác gì, có tình trạng gì khác thường xảy ra hay không? Tạ Linh Vận suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Không có cảm giác gì cả, kiếm đâm xuống rất thuận lợi, tuy rằng trở lực có phần khác thường. Đó là vì nội công của thằng tiểu tử này hết sức là căn bản. Đây là hiện tượng rất bình thường mà. Mắt của Trương Dân Trúc sáng rực lên rồi nói. Được, điều ta cần biết chính là điểm này. Ngươi có thể đứng sang một bên. Tạ Linh Vận vẫn nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Quang Sơn Nguyệt, ra vẻ không cam lòng. Lúc này Trương Thanh Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói.
Ngươi còn đứng đó làm chi? Chẳng lẽ còn muốn đoạt lại thanh kiếm đó hay sao? Tà Linh giận dữ lùi lại. Trương Dân Trúc lại cười rộ lên. Được lắm, thành, ngươi tuyệt vời lắm. Cuối cùng thì ta không có uổng công dạy dỗ ngươi. Ngay cả truy mạng ngân trăm của ta mà ngươi cũng phá được. Già không thể là không thán phục người đó. Trương Thành Thành chớp mắt mỉm cười rồi nói. Già nói gì vậy? Con làm sao mà phá được âm mưu tinh xảo của Già chứ? Trương Dân Trúc cười khải. Thành, cha con mình đấu đi đấu lại thế vẫn chưa có sức mẻ tình cảm cha con. Còn có lời gì không thể nói được chứ? Thành phẩy tay một cái rồi nói. Con không còn gì để nói nữa. Ngân trăm của Già đã giết chết Quan Sơn Nguyệt. Rồi chiêu kiếm của Tạ Linh Vận đâm vào huynh ấy. Đó là tất cả những gì đã xảy ra. Thần sắc của Trương Dân Trúc không nhẹ nhàng nữa. Thì giận dữ nói. Thành, đây không phải là lúc nói đùa. Hơn nữa, điều mà ta ghét nhất chính là người đã lén lút học những gì không nên học. Người có biết kỳ vọng của ta đối với người hay là không? Trương Thành gật đầu. Còn biết, Già dạy cho con y thuật. Mong con trở thành một lương y cứu nhân độ thế thật sự, chứ không trở thành một loài ma quỷ. Thế chuyện dùng độc hại người để làm vui. Thần sắc của Trương Dân Trúc có phần khó chịu. Người học ở đâu câu nói này vậy? Trương Thành nghiêm nghị nói. Đó là câu nói của cha mà. Trương Dân Trúc không tin. Nói bừa, làm sao người biết ta nói như vậy? Trương Thành mỉm cười. Hồi còn nhỏ, mỗi lần con lén nhìn vào bút ký nghiên cứu chất độc của Già là lại bị Già đánh đòn. Dần dần con đã hiểu được bản thân Già đã là một... Đột nhiên Trương Dân Trúc trở nên hết sức hiền từ, thở dài rồi nói. Đúng vậy, lúc đầu vì ta hiếu kỳ nên mới nghiên cứu vào lĩnh vực dụng độc. Ta phát hiện những tri thức mới có thể dùng độc để trị bệnh, hiệu quả hơn hẳn các loại thuốc khác nên càng nghiên cứu sâu vào. Khi biết càng nhiều, phát hiện càng nhiều thì hứng thú cũng càng nhiều, rồi không thể rút ra khỏi cảnh giới đó được nữa. Trương Thanh cười thành tiếng. Những loại thuốc đó lợi hại đến thế hay sao? Trương Dân Trúc run rẩy. Người nói gì? Trương Thanh mỉm cười. Còn muốn nói, những chất độc đó thật sự có thể biến đổi một người lương thiện trở thành một tên độc ác hay sao chứ? Trương Dân Trúc nói một cách nghiêm túc. Chuyện này không cần nói nữa. Người cứ xem ta, rồi xem mẹ của người. Trương Thanh hỏi. Mẹ của con thế nào rồi? Trương Dân Trúc than thở. Mẹ của người cũng vì đọc lén những bài bút ký đó nên bị kích thích trở thành một mụ điên. Ta không muốn người đi theo vết chân của mụ, nên mới đưa người rời khỏi mụ ta, còn cấm người lên núi Cồn Luân. Nhưng cuối cùng người cũng đến đó. Ở đó người đã học được một ít phương pháp sử dụng chất độc. Lúc đó thì tri thức của ta về chất độc đã sâu thêm một tầng nữa, nên vẫn còn biện pháp để khắc chế ảnh hưởng này. Nhưng ta vẫn muốn cản trở người đi sâu nghiên cứu chuyện dụng độc, cũng vì muốn tốt cho người, nhưng người lại phụ lòng của ta. Trương Thanh nói ngay. Không có đâu. Khi Già càng lúc càng trở nên nham hiểm, con đã biết Già bị ảnh hưởng của thuốc độc, nên đối với chất độc của Già con không dám đụng vào. Trương Dân Trúc kêu lên. Nói bậy! Nếu người không lén học những tri thức về độc của ta thì sao Quan Sơn Nguyệt đã trúng truy hồn độc tán trên ngân trăm mà có thể không chết chứ? Trương Thanh mỉm cười. Đó là con đã dùng phương pháp khác. Trương Dân Trúc ngẩn ra nói. Không thể! Ngoài thuốc giải đặc chế của ta ra tuyệt đối không còn phương pháp nào khác. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Già đã thấy tình hình Quan Sơn Nguyệt bị trúng độc. Hình như chàng có vẻ từng uống thuốc giải độc. Già cũng biết phản ứng sau khi trúng độc chứ gì. Trương Dân Trúc lại ngẩn người ra. Đúng vậy, sau khi bị truy hồn ngân trăm đâm vào huyệt đạo thì lý ra phải bủn rủn mà chết.
tuyệt đối không giữ được chút dư lực nào để phản kháng, nói gì đến võ công chứ. Trương Thanh Thanh nói. Nhưng lúc Tạ Linh Vận dùng kiếm đâm vào chàng, gặp phải một thanh kiếm sắc bén như vậy mà sức phản kháng của chàng vẫn rất mạnh. Nếu là một cây trường kiếm bình thường khác, có lẽ không đâm thủng được áo của chàng. Trương Dân Trúc lắc mạnh đầu rồi hét lên: cuối cùng thì ngươi đã dùng biện pháp gì? Nói! Trương Thanh Thanh mỉm cười. Không dùng biện pháp gì cả. Chẳng qua con chỉ giữ cho chất độc trên cây kim đó duy trì ở trên huyệt đạo mà không phát tán ra. Rồi sau đó nhờ lực đạo của Tạ Linh Vận để ép chất độc ra ngoài mà thôi. Trương Dân Trúc không tin hỏi. Làm gì có chuyện này? Cái gì có thể cản trở được chất độc của ta phát tán chứ? Trương Thanh Thanh đã. Bích Ngọc Phượng Hoàng đó. Trương Dân Trúc ngạc nhiên hỏi. Bích Ngọc Phượng Hoàng là cái thứ gì? Trương Thanh Thanh mỉm cười. Bích Ngọc Phượng Hoàng là một báu vật hiếm có trên thế gian này. Công năng của Bích Ngọc Phượng Hoàng có thể giải được 100.000 thứ độc, nhưng lại không giải được loại kịch độc trên truy hồn ngân trăm của lão gia gia. Chỉ có thể khống chế không cho chất độc phát tán ra mà thôi. Trương Dân Trúc ra vẻ suy nghĩ. Nếu độc tính không phát tán ra ngoài thì sao hắn bị hôn mê không tỉnh vậy? Trương Thanh Thanh đáp. Lúc đầu Bích Ngọc Phượng Hoàng không có trên người của chàng, nên chàng hoàn toàn không có chống đỡ được độc tính. Mãi đến khi Bích Ngọc Phượng Hoàng trở về trên người của chàng. Trương Dân Trúc vội hỏi. Là ngươi đã đặt Bích Ngọc Phượng Hoàng lên người của hắn sao? Trương Thanh Thanh lắc đầu nói. Không, Bích Ngọc Phượng Hoàng vốn có linh tính. Hiện nay chỉ có Quan Sơn Nguyệt và Điền Đại Tỷ mới có thể sử dụng nó. Bích Ngọc Phượng Hoàng vẫn ở trên người của Điền Đại Tỷ. Trương Dân Trúc suy nghĩ một lúc rồi nói. Chẳng trách người phải đem hắn tới chỗ của Điền Quyển qua. Trương Thanh Thanh mỉm cười. Không sai, đây là kế hoạch con đã xếp đặt từ trước. Tiếc là bị Thẩm Quân Lượng làm trở ngại thời gian, suýt chút nữa là lỡ hết việc lớn. May mà Điền Đại Tỷ đã kịp thời thoát thân đến đây. Do thời gian quá lâu, độc tính đã bắt đầu lan rộng ra. Tuy rằng Bích Ngọc Phượng Hoàng vẫn có linh nghiệm, nhưng cũng cần thời gian lâu hơn mới ép được độc tính từ từ tụ lại về chỗ huyệt đạo. Trương Dân Trúc cười lạnh một tiếng. Thế là khi ta báo các người đặt hắn ở đây để đợi hắn đứt hơi, lại là giúp đỡ các ngươi rồi. Trương Thanh Thanh cười nói. Dạ dạ chỉ giúp được một chút thôi, Tạ Linh Vận mới giúp được nhiều hơn đó. Tuy rằng độc tính đã ép vào chỗ huyệt đạo, nhưng Quan Sơn Nguyệt đã vì chịu tác động của Bích Ngọc Phượng Hoàng mà cơ thể toàn thân ngày càng lúc càng cứng cáp, đao kiếm bình thường không làm hại được huynh ấy. Độc tính đó không thể dồn sang thân thể lâu dài, nên cần có một vũ khí sắc bén để đâm thủng da thịt. Trương Dân Trúc cười lạnh. Khéo nói thật, Hoàng Điệp kiếm của Hoàng Sơn Nguyệt đã bị hủy hoại rồi, nên các người mới nghĩ đến chuyện lợi dụng cây thanh sát kiếm kia. Trương Thanh Thanh cười nói. Lúc dự tính âm mưu này còn không biết Hoàng Điệp kiếm đã bị hủy. Khi biết thì không thể liên lạc được với Điền Đại Tỷ để thay đổi kế hoạch nữa. May mà Điền Đại Tỷ đã tin tưởng con, không nhất quyết mang chàng đi. Không thì mang chàng đi đâu cũng không thể cứu được chàng. Đương nhiên cũng rất cảm ơn Tạ Linh Vận đã chịu nghe lời. Tạ Linh Vận cười khổ. Lúc đó ta cảm thấy nghi ngờ gì đó. Nhất là khi nghe ngươi báo ta không được đâm thẳng vào ngực của hắn, ta cứ tưởng là... Trương Dân Trúc cười nhạt. Lúc đó ngươi cho rằng Thanh Thanh cố ý nói như thế để bảo ngươi đâm vào ngực có phải không? Tạ Linh Vận rầu rĩ nói. Lúc đó lão già không nghĩ như vậy hay sao? Trương Dân Trúc hù một tiếng rồi nói. Không sai, lúc đó thật sự ta cũng nghĩ như người vậy. Ta chỉ bực vì người thông minh như thế nên mới bị nó lừa. Nếu người ngu dại một chút thì... Trương Thanh Thanh mỉm cười. Kế hoạch của một người thông minh bày ra thì phải tìm một người thông minh để thực hiện. Cũng phải áp dụng lên đối tượng thông minh thì mới phát sinh hiệu quả. Già già nói đi, có đúng như vậy không? Trương Dân Trúc gật đầu một cái rồi nói. Không sai, trước đây ta hỏng mất nhiều cái bẫy chính là vì không nhận rõ vấn đề này. Hôm nay được người nhắc nhở, về sau ta phải thay đổi thể thức mới được rồi.
Trương Thanh Thanh nghe vậy, liếc nhìn Quan Sơn Nguyệt một cái hỏi: "Quan đại ca, đại ca có hiểu ý của gia gia muội không?" Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói: "Không hiểu." Trương Thanh Thanh mỉm cười: "Gia gia xem huynh là một con người thông minh tuyệt đỉnh nên mới tìm hết cách này cách kia để đối phó với huynh. Nào ngờ huynh hoàn toàn không động não gì cả, thế là uổng phí công sức bày ra mưu kế tinh xảo của ông ấy." Trương Dân Trúc liền nói: "Thanh Thanh, người khỏi phải tính tới chuyện ta sẽ thay đổi phương thức đối phó với hắn. Thật sự thì những thủ đoạn ta sẽ dùng với hắn người không bao giờ ngờ đến đâu." Quan Sơn Nguyệt dõng dạc lên tiếng: "Trương lão bá, tại hạ vẫn xưng hô lão bá như vậy là vì Trương Thanh Thanh, cũng vì những lời nói vừa rồi của lão bá cho thấy lão bá còn có những điểm đáng tôn kính." Trương Dân Trúc cười khan một tiếng rồi nói: "Người đàn nhóc đến dù ta không muốn để cho Thanh Thanh đụng chạm vào thuốc độc có phải không?" Quan Sơn Nguyệt trang nghiêm nói: "Không sai, vì lão bá đã cảm nhận được điều này nên rõ ràng lão bá đã có quan điểm đúng đắn về thị phi, thiện ác. Vì thế mà tại hạ có vài lời muốn nói với lão bá." Trương Dân Trúc cười ha hả: "Ngươi không cần nói những lời đẹp đẽ chẳng có ích lợi gì cho ngươi đâu." Quan Sơn Nguyệt ung dung cười nói: "Tại hạ không muốn nói tốt cho mình. Tại hạ đã biết quá nhiều bí mật nên lão bá muốn giết tại hạ cũng là hợp tình hợp lý. Tại hạ không bao giờ vì điều đó mà quán trách lão bá." Trương Dân Trúc ngẩn người ra một cái rồi cười cách khó xử: "Tại sao ngươi biết vấn đề này?" Quan Sơn Nguyệt nói: "Từ khi tại hạ phát hiện ra nhiều cạm bẫy đều do lão bá chủ trì sau lưng, rồi đối chiếu với võ công tiến bộ thần tốc của lão bá nên đã dễ dàng hiểu được." Trương Dân Trúc chần chừ một lát rồi nói: "Người đã hiểu rõ rồi, thế thì không cần nói nhiều nữa đâu." Quan Sơn Nguyệt lắc đầu nói: "Không, tại hạ cho rằng lão bá chưa hiểu được ý của tại hạ. Lão bá sai Âm Lệ Hoa mạo nhận vợ của tại hạ để hãm hại tại hạ. Tuy rằng tại hạ đã nhìn ra nhưng vẫn cam tâm chịu chết. Thế vì lão bá có biết vì sao hay không?" Âm Lệ Hoa hét lên: "Đó là vì huynh đã biết Trương Thanh Thanh sẽ có cách cứu huynh nên mới vui vẻ nhận làm anh hùng hảo hán, biểu hiện khí phách đại trượng phu." Quan Sơn Nguyệt trang nghiêm nhìn nàng mà nói: "Cô nương sai rồi. Những gì mà ta nói đều xuất phát từ đáy lòng. Lúc đó ta không nghĩ là Trương Thanh Thanh còn có cách để cứu mình." Thẩm Quân Lượng cười lạnh: "Rõ ràng là ngươi biết Bích Ngọc Phượng Hoàng." Quan Sơn Nguyệt nói nghiêm chỉnh: "Bích Ngọc Phượng Hoàng ở chỗ của Quyển Hoa, ta thì không nghĩ sẽ gặp Quyển Hoa khi còn sống, nên không hề hy vọng dùng Bích Ngọc Phượng Hoàng để duy trì tính mạng của mình." Trương Dân Trúc cười nhạt: "Nói vậy thì ngươi đã tình nguyện chết thật ư?" Quan Sơn Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, tại hạ mong rằng dùng cái chết của mình để bảo vệ cho những ai bị liên can. Chỉ vì một mình tại hạ, lão bá đã giết chết rất nhiều người vô can quá rồi. Tại hạ không thể để lão bá làm như vậy nữa." Trương Dân Trúc cười ha hả: "Thành Thành, ngươi nghe rõ chưa? Hắn không chịu nhận cái ơn đức của ngươi cứu sống hắn kìa, lại còn có phần trách cứ các người nữa. Người làm vậy có phải là đã chuốc lấy phiền não hay là không?" Trương Thanh Thanh trang nghiêm lên tiếng: "Quan đại ca, muội hiểu ý của đại ca rồi. Nhưng đại ca đã lầm. Gia gia của muội chưa đủ hài lòng vì cái chết của đại ca đâu. Giả tâm của ông ấy còn lớn hơn như vậy nhiều." Quan Sơn Nguyệt nói: "Đó chính là điều mà ca ca muốn nói. Mục đích của ông ấy là hùng bá thiên hạ. Trước mắt thì ca ca đã trở ngại lớn cho ông ấy, nên ca ca tự nguyện chịu chết để không gây trở ngại cho ông ta nữa. Ca ca chỉ có một yêu cầu thôi." Trương Thanh Thanh mỉm cười: "Muội biết yêu cầu của đại ca là gì, nhưng muội nói cho ca ca biết, điều đó khó mà làm được." Quan Sơn Nguyệt hỏi: "Đại ca còn chưa nói ra mà muội đã biết không thể làm được ư?" Trương Thanh Thanh gật đầu: "Đúng vậy. Có phải ca ca định nhờ gia gia của muội trừ khử loại người này?" Vừa nói Trương Thanh Thanh vừa đưa tay chỉ vào bọn Tạ Linh Dận. Quan Sơn Nguyệt không nén nổi phải ngẩn người ra chốc lát rồi mới nói: "Không sai, bọn này mới thật sự là trở ngại của lão bá. Dựa vào võ công thì có thể đoạt được thiên hạ, nhưng không thể giữ được lâu dài.
Nhất là tâm địa của bọn người này rất hiểm độc, không còn thuốc chữa được nữa. Nếu như... Trương Dân Trúc bật cười. Không cần nếu như gì nữa, ta không thể chấp nhận yêu cầu của ngươi. Quan Sơn Nguyệt hỏi ngay. Tại sao lại không thể? Lão Bá lợi dụng chúng chỉ để đối phó với tại hạ thôi mà. Bây giờ tại hạ đã tự buông bỏ tính mạng của mình thì lão Bá còn sử dụng chúng làm chi? Trương Dân Trúc cười rộ. Người đã biết nguyện vọng của ta là hùng bá thiên hạ. Thiên hạ rộng lớn một mình ta không thể lo liệu được. Phải có một nhóm người giúp sức chứ. Quan Sơn Nguyệt nói. Chẳng lẽ bọn người này có thể giúp cho lão Bá hùng bá thiên hạ hay sao? Chung chỉ có thể làm cho thiên hạ quán trách lão Bá mà thôi. Trương Dân Trúc nói. Không sai. Những người này đều là bọn ác ôn. Chọn ngàn người lấy một. Nhưng họ đều là những trợ thủ đắc lực của ta cả. Cũng có thể họ sẽ mang đến rất nhiều oán hận cho ta. Nhưng ta tin rằng họ sẽ giúp ta có được cái quyền hùng bá võ lâm. Quan Sơn Nguyệt thay đổi sắc mặt chàng nói. Lão Bá nói vậy là sao? Trương Dân Trúc mỉm cười. Họ gây quán khắp trong thiên hạ thì họ phải dựa vào ta để được bảo vệ. Thế thì ta không cần phải tốn công đi tìm giết những ai phản đối ta nữa. Trong việc này họ chắc chắn còn tận tâm hơn cả ta đó. Quan Sơn Nguyệt còn muốn nói gì đó, nhưng Trương Thanh Thanh đã thở dài. Hoàng đại ca đừng có tốn công nữa. Thủ đoạn để đoạt lấy thiên hạ không ngoài hai cách. Một là dương đạo, hai là bá đạo. Dương đạo thì làm vua, nhân nghĩa, còn bá đạo thì làm bảo chúa. Gia gia của muội thuộc về loại người nào, đại ca đã hiểu rõ rồi. Thủ hạ của ông ấy là người như thế nào, đại ca càng rõ hơn. Vì vậy muội hy vọng đại ca hãy vì nhân nghĩa, vì thiên hạ mà biết quý trọng tính mạng của mình. Hoa Sơn Nguyệt suy nghĩ một hồi lâu rồi nói. Đúng vậy, thế thì ta phải hối hận vì suy nghĩ vừa rồi của mình. May mà ta chưa chết, không thì ta chết mà không nhắm mắt đâu. Trương Thanh Thanh mỉm cười. Trên thế gian này, người đáng tin tưởng nhất là bản thân của mình. Nên đại ca đừng hy vọng quá nhiều vào người khác. Kế hoạch vừa rồi của muội là quá mạo hiểm đối với huynh. Nhưng kết quả may mắn là đã tìm được một thanh kiếm lợi hại cho ca ca. Muốn đối phó với bọn hùm sói dưới tay của gia gia muội phải có một thanh bảo kiếm. Trương Dân Trúc chờ cho Thanh Thanh nói xong rồi y mới lên tiếng cười nhạt. Thanh Thanh, ngươi tưởng rằng hôm nay ta sẽ buông tha cho thằng Quan Sơn Nguyệt này hay sao? Trương Thanh Thanh nói lạnh nhạt. Đương nhiên gia gia không chịu buông tha cho chàng. Nhưng những người dưới tay của gia gia đều không thể thắng được chàng. Nếu gia gia tự mình xuất thủ thì còn có hy vọng. Trương Dân Trúc mỉm cười. Người muốn ta xuất thủ ư? Trương Thanh Thanh lắc đầu. Chắc là gia gia không ra tay đâu. Có thể võ công hiện giờ của gia gia cao hơn chàng. Nhưng gia gia lại không dám giao đấu trực tiếp với chàng. Vì thế con tin rằng hôm nay gia gia chỉ còn có cách rút lui thôi. Trương Dân Trúc trầm ngâm. Rút lui ư? Hoàng Sơn Nguyệt có chịu hay là không? Hoàng Sơn Nguyệt lập tức nói. Không được, lão bá phải cho tại hạ biết tin tức của sư phụ trước cái đã. Trương Thanh Thanh lên tiếng nói. Quan đại ca, về vấn đề sư phụ của đại ca thì muội sẽ giúp cho đại ca. Hôm nay xin đại ca nể muội. Mọi người ngừng tay đi, sau này chúng ta sẽ có một cuộc hẹn giải quyết mọi việc. Trương Dân Trúc cười ha hả. Thanh Thanh, ngươi lại có mưu kế gì rồi đây? Ta đang muốn đem sự việc phơi bày ra ánh sáng, đánh nhanh rút gọn, còn muốn kéo dài chưa chắc ta đã đồng ý đâu. Trương Thanh Thanh cười. Nhưng kế hoạch hôm nay của gia gia đã thất bại hết rồi, còn không thể chính mắt nhìn thấy hai bên liều mạng với nhau. Dù này đối với mọi người đều không có tốt đẹp. Trương Dân Trúc cười nhẹ. Nếu ngươi cho rằng Quan Sơn Nguyệt đủ tư cách liều mạng với ta, thì hà tất phải giúp ta cài bẫy bắt hắn, rồi lại gấp rút đưa hắn đi xa. Thần sắc của Trương Thanh Thanh hơi thay đổi. Trương Dân Trúc lại cười. Kế hoạch dùng truy hồn ngân trăm của ta, ngươi không những không phản đối mà còn hết sức thúc đẩy. Ngươi cho rằng ta không biết được dụng tâm của ngươi hay sao hả? Trương Thanh Thanh gượng cười. Còn chỉ muốn tránh việc hai người đối mặt liều mạng chứ có dụng tâm gì đâu. Trương Dân Trúc vỗ rào cái rọ tre mang ở bên mình.
Có phải người sợ ta sử dụng tới nó hay không? Trương Thanh Thanh giả bộ coi thường, chỉ liếc nhìn rồi hỏi. Gia gia định sử dụng nhân dao? Không có gì đáng sợ cả, con cũng biết khống chế nhân dao đó. Gia gia muốn dùng nhân dao để hại người trước mặt con thì không có được đâu. Trương Dân Trúc lớn tiếng. Thanh Thanh, ta cảnh cáo người nha, tuyệt đối không được chọc giận nhân dao. Từ khi ta lấy được nhân dao từ chỗ của người, ta đã huấn luyện nó kỹ càng rồi. Trương Thanh Thanh cũng trầm hẳn gương mặt lại rồi nói. Gia gia, con cũng nhắc nhở gia gia một câu. Bất kể gia gia huấn luyện nhân dao như thế nào, con vẫn có khả năng khống chế nó. Nếu gia gia sử dụng nó thì con sẽ hủy diệt nó ngay. Trương Dân Trúc giận dữ nói. Ta không tin. Trương Thanh Thanh điềm nhiên nói. Gia gia phải tin. Nhân dao là ở bên con một thời gian rất dài. Trên người của nó con đã áp dụng một loại cấm chế. Chỉ cần nó cắn con một cái thì... Trương Dân Trúc vội hỏi. Thì sao hả? Trương Thanh Thanh thản nhiên mỉm cười. Không sao cả, nhưng sau đó trên thế gian này sẽ không còn ai lợi dụng được nó nữa, mà cũng không còn có con nữa. Đây là thủ đoạn dạng bất đắc dĩ con mới sử dụng. Phương cách này không phải để đối phó với gia gia, mà khi đó con sợ lỡ như mình không thể thuần hóa nó, hoặc khi nó không chịu khống chế nữa. Trương Dân Trúc lớn tiếng hỏi. Cuối cùng ngươi đã làm gì? Trương Thanh Thanh cười khổ. Để kềm chế nhân dao này, mỗi ngày con đều cho nó ăn máu lương để giảm bớt tính hung hăng. Trong máu lương lại có thêm vài giọt máu của chính con. Vì thế đối với con, nhân dao nó có một phần tình cảm. Trương Dân Trúc la lên. Ngươi điên rồi hay sao? Ngươi biết làm như vậy thì hậu quả như thế nào không? Trương Thanh Thanh đáp. Đương nhiên là con biết. Mỗi khi nhân dao muốn giết người, nếu có mặt con ở đó thì chắc chắn nó sẽ tìm đến con đầu tiên. Nếu nó còn thì còn khống chế, thì con không có sợ nó cắn. Nếu còn không khống chế được nữa, thì con vẫn còn chỗ thạch tính mà chuẩn bị sẵn. Thạch tính mà trộn với máu lương, nó đã uống trước đây lập tức khiến nó mất mạng ngay. Thần sắc của Trương Dân Trúc thay đổi hẳn, nhưng Trương Thanh Thanh không để cho lão nói gì. Nàng lại nói tiếp. Sau khi phát hiện gia gia dùng nhân dao đã thương xà thần, còn đã uống thạch tính sẵn rồi, lại còn thêm một chỉ mật khổng tước, nên nó mà cắn con một cái thì lập tức mất mạng. Đương nhiên con cũng không có sống nổi, nhưng con cảm thấy như vậy tốt hơn nhiều so với việc để nó đi hại người bừa bãi. Trương Dân Trúc ngẩn người ra rồi hỏi. Ngươi tưởng rằng như vậy thì có thể hù dọa ta được hay sao? Trương Thanh Thanh cười nói. Con không có ý này, con chỉ muốn nói cho gia gia biết mọi sự thật. Nếu gia gia sử dụng nhân dao thì chỉ hại chết được một người, mà người đó chính là con của gia gia nè. Trương Dân Trúc chần chừ rồi lên tiếng nói. Đã vậy thì ngươi còn có thể gọi là con gái của ta nữa hay sao? Trương Thanh Thanh đáp. Phải hỏi xem gia gia còn coi con là con gái hay không. Nếu gia gia còn nghĩ đến tình phụ tử thì nên suy xét lời của con nói trước. Coi trọng tính mạng của con mình trước đi. Trương Dân Trúc kêu lên. Chính ngươi còn không coi trọng bản thân mình, sao phải bắt ta coi trọng ngươi chứ? Trương Thanh Thanh cũng la lên. Còn coi trọng cuộc sống của con chứ? Con không muốn chết nên con mới tìm cách bắt quan đại ca hứng chịu truy hồn ngân trăm của gia gia, để mọi người tránh khỏi xung đột, cũng để cho gia gia khỏi sử dụng nhân dao. Bây giờ con vẫn coi trọng tính mạng của mình, nên con cầu xin gia gia đừng thả nhân dao ra, cho con tiếp tục sống. Trương Dân Trúc im lặng một hồi lâu, rồi ông than thở. Được, Thành Thành, ngươi là con gái của ta. Tuy rằng ta không tin hẳn những gì ngươi nói, nhưng ta vẫn phải chấp nhận. Ta không thể để thiên hạ coi ta là một người cha mất hết nhân tính. Lão vừa quay người đi, vừa gọi âm Lệ Hoa. Chúng ta đi thôi Lệ Hoa, để ta dìu nàng đi. Tạ Linh Vận và Lưu Ảo Phu trong thật ủ rũ. Chúng thật sự không cam tâm xuôi tay bỏ đi như thế, nhưng chúng đều không dám phản kháng lại mệnh lệnh của Trương Dân Trúc. Âm Lệ Hoa bỗng vung tay giật phăng cái vỏ tre đeo trên lưng của Trương Dân Trúc, mở nắp dốc ra ngoài, giận dữ hét lên. Ta không cam tâm bị người ta đùa giỡn mình như thế, giết! Từ trong cái vỏ tre lập tức có một luồng sáng màu tro bay ra, vang lên tiếng hù hù, xoay một vòng trên không trung rồi phóng tới chỗ của Trương Thanh Thanh.
Trương Dân Trúc la lên: "Quay lại, không được làm hại ai!" Nhưng con nhân giàu như điên như khùng, không còn nghe sự khống chế của Trương Dân Trúc nữa. Nó vẫn nhào tới Trương Thanh Thanh, nhe hàm răng trắng nhẫn, khiến ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Hoàng Sơn Nguyệt thấy tình thế gấp rút, vội lướt mình ra cản ở phía trước Trương Thanh Thanh, dùng thanh sát kiếm trong tay lên chém vào nhân dao, chiều kiếm nhanh chóng vô cùng. Nhân dao mở miệng cắn lấy mũi kiếm, kéo Quan Sơn Nguyệt cả người lẫn kiếm quăng ra xa. Sau đó nó lại dùng tốc độ nhanh nhất mà tấn công Trương Thanh Thanh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một bóng đen bay tới chặn phía trước của nhân dao. Nhân dao theo thói quen cứ mở miệng ra nuốt chửng bóng đen đó. Một tiếng nổ ầm trời kinh thiên động địa như một cú sét đánh ngay vào khu này, rồi xương thịt nát tan, mọi người chung quanh đều kinh hãi. Khi mọi người bình tĩnh trở lại mới nhìn thấy trên mặt của Trương Thanh Thanh dính vô số xương thịt vụn, còn nhân dao thì đã không còn tung tích nữa. Tiếp đến ở phía rừng cây lại xuất hiện một bóng người tay cầm quạt xếp, mỉm cười rồi nói: "Trương Dân Trúc, trong lúc người khoe khoang còn nhân vào lời hại của mình, hình như ngươi không tính toán gì đến trấn thiên cường lôi của ta cả. Điều này khiến ta rất là buồn đó." Giọng nói đó rõ ràng là giọng của Khổng Văn Kỵ. Hoàng Sơn Nguyệt thật sự bất ngờ liền hỏi: "Khổng tiên sinh, sao tiên sinh lại đến đây?" Khổng Văn Kỵ mỉm cười: "Nghe khẩu khí của ngươi hình như ta không nên đến đây đó." Hoàng Sơn Nguyệt tỏ vẻ áy náy nói: "Không, tại hạ hoàn toàn không có ý này, chỉ cảm thấy tiên sinh đến đây quá đột ngột." Khổng Văn Kỵ cười ha hả: "Thật sự là hơi đột ngột, nhưng trong suy nghĩ của người chắc là ta đã lên thiên sơn để tìm Hãn Hải Tâm Pháp, hơn nữa người còn phái hai người đến đó cản trở ta." Quan Sơn Nguyệt cúi đầu xuống. Khổng Văn Kỵ tiếp tục mỉm cười: "Vốn là người đoán trúng, nhưng ta đi được một lúc rồi đột nhiên cảm thấy việc này rất là ngu xuẩn. Trương Dân Trúc không buông tha cho ngươi chẳng phải vì quyển bí kíp đó hay sao? Nếu ta có quyển bí kíp đó, chắc chắn ta phải hứng chịu số phận như ngươi. Hai người mà ngươi phái đi cản trở thì ta thật sự không có xem vào đâu, nhưng đối với Trương Dân Trúc thì ta khó yên lòng được. Vì thế ta quyết định quay trở về giải quyết xong vụ Trương Dân Trúc rồi mới tính toán đến chuyện đi tìm bí kíp sau." Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Sa Mạc Nhất Hùng phần thứ 70, tác giả Tư Mã Tử Yên đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 71 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.